chúng ta đang đứng trước một cơ hội đáng giá, một cơ hội để sở hữu một phần của trái tim trung tâm Sài Gòn tại căn nhà mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu, quận 1. Chỉ cách đây 12 tháng về trước, căn nhà này đang được chào bán với giá là 115 tỷ và lần giảm giá lần thứ hai này về mức giá là 100 tỷ. Đã đến lúc thay đổi và hiện nay mức giá hấp dẫn là 85 tỷ đồng đang mở ra trước mắt. Một bước chân cả ngàn tiện ích, bạn không chỉ mua một căn nhà mà còn mua một tương lai. Với diện tích đất được công nhận là 149,5m², trong đó chiều ngang mặt trước là 4,1m và chiều dài là 36m. Quy cách được phép xây dựng mới gồm một tầng hầm, một lớn và 7 tầng lầu. Căn nhà này có khả năng trở thành một biểu tượng mới tại tuyến phố, tập trung nhiều du khách trong và ngoài nước khi đặt chân đến trung tâm quận 1 Sầm Uất. Với giá bán đang chào bán tại thời điểm tháng 8 năm 2023 là 85 tỷ. Nếu quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ Tính theo số điện thoại là 0983 383 509 để nắm thêm thông tin. Bò lạc ngay vị trí đắc địa của trung tâm quận 1 Sầm Uất, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận toàn bộ tiện ích vùng trung tâm chỉ trong bán kính đi bộ. Và chúng ta hãy cùng so sánh giá bán đường Nguyễn Huệ 2 tỷ đồng trên 1m², đường Hàm Nghi 1 tỷ 300 triệu trên 1m², đường Ngô Đức Kế 1 tỷ 800 triệu trên 1m² và đường Lê Thánh Tôn từ 1 tỷ đến 1 tỷ 500 triệu đồng trên 1m², đường Hồ Tùng Mậu ở mức giá từ 700 triệu cho đến 800 triệu 1m². Đây sẽ là một cơ hội đặc biệt với mức giá chào bán cho thanh toán nhanh chỉ 550 triệu đồng trên 1m² trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Tại thời điểm này thật sự là một cơ hội tuyệt vời lúc này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại là 0983 383 509 để biết thêm thông tin chi tiết và không để mất cơ hội sở hữu căn nhà mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu. Tính Villa, nơi bạn tin tưởng, chuyên nhận tư vấn mua bán nhà đất trung tâm Sài Gòn. Stay with me until the last.